Bến chào cả nhà nha. Hiện tại thì trời đẹp con Tết đang chơi nè cả nhà. Chào chị. Cùng với sự góp mặt của nhóm hãy lên quốc gia Vua Bà, chương trình được diễn ra tập trung nhất vào lúc 20 giờ tối thứ bảy ngày 16 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng, số 12B được cách mạng tháng 8 quận nhất. Chú! Thấy chú quen lắm luôn nè, không nhớ rõ. À, nhớ rồi. Dạ trời ơi, thấy chú nhớ. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Mấy giờ chú lại? 7 rưỡi lại vô. Hiện tại giờ anh em YouTube rất là đông luôn đó nha. Đây, từ đây tới đằng kia luôn. Mấy cô đang mua vé nè cả nhà. Hiện tại thì mấy cô đến mua vé rất là đông luôn đó nha. Chị ở đâu? Chị đâu tới xe? Tăng Bình hả? 8 giờ diễn, 2 giờ vô sớm luôn hả chị? 8 giờ diễn đi sớm luôn. Hiện tại thì mấy anh mấy chị đang bán vé rất là nhiều luôn á nha ơi. Vé mà chị Hồng Loan. Đấy, có cô mua vé đây, cảm ơn vé. Thấy các nhà vé đây mọi người. Đây các chị đấy tới. Cô mua vé đấy. Hai vé hả? Ở biết cái tạm luôn. Cảm ơn cô nhá. Đâu cho con xem cái vé nào, Biết còn không? Hai vé VIP luôn. Quá đã. Chào cô. Dạ, chào cô ạ. Dạ. Đây nhà vô rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Còn chiều hôm nay thì rất là đông luôn. Đây là chị Hồng Loan. Với chủ đề nghỉ về cha, chương trình được diễn ra vào lúc 20 giờ tối thứ bảy ngày 16 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng. Với sự giao lưu gặp gỡ của Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Anh và các khách mời đặc biệt Lâm Thanh Hải, Bảo Trung, ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Vũ Anh, quán quân chương trình Sao Nối Ngôi nữ nghệ sĩ Minh Tinh. Mua nhẹ hả chú? Lâm Hùng, ngôi sao ca nhạc Trung Viên, ngôi sao ca nhạc Chánh Bình, ca sĩ Vũ Quỳnh Ảnh Dương Tế, con trai của nghệ sĩ Cải Lương Đăng Tâm, diễn viên Mai Ca, con gái của nghệ sĩ ưu tú Thiên Tử Long, thiên thần Guero, tiếng hát ngọt ngào ca sĩ Quỳnh Trang. Hiện tại bây giờ là gần tới giờ vào xem rồi cả nhà, chỉ còn khoảng chừng 1 tiếng mấy đến 2 tiếng nữa thôi. Đó, khán giả đến mua hàng, mua vé rất là đông. Ôn đổ về đây luôn cả nhà. Hỏi ai cũng nói không yêu thương Hồng Loan mà đến. Các bạn có thể mua vé qua số điện thoại
công ty giải trí Phạm Hiền và sân khấu ca nhạc cộng đồng hân hạnh giới thiệu chương trình ca nhạc đặc biệt. Chào chị, mình ở gần đây không chị? Mình ở gần đây không? Hả? Rồi dắt hả? Chị lên đây với ai? Cô vừa mua vé ủng hộ Hồng Loan hết không? Đúng rồi. Chúng là cô sao mà cô đi xe ôm lên đây à, thôi luôn, chờ dắt là quý luôn. Rất là quý luôn. Thì cô có vào sân khấu ngay bây giờ luôn không? Hả? Cô có vào sân khấu ngay bây giờ không hay là đi? Không, tôi có đi chơi sĩ đại. Ủa, cô là có người miền Trung hả cô? Cô ở tỉnh nào? Gốc gốc tỉnh nào? Thiên thần quê rô, tiếng hát ngọt ngào ca sĩ Quỳnh Trang. Cô rất là nhiều. Đây lên mà là quay mình nghe đây nè. Cô rất là nhiều nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Cô cứ thoải mái. Cô quý luôn. 8 giờ diễn mà cô vô mua vé coi sớm. Cô quý luôn. Sao đây là chị coi Hồng Loan. Dạ, chị coi Hồng Loan nha. Quý đi coi Hồng Loan nha. Chúng ta có thể mua vé qua chủ yếu là đi coi Hồng Loan nha. Quá trời dễ thương. Công ty giải trí Phạm Hiền và sân khấu ca nhạc cộng đồng hân hạnh giới thiệu chương trình ca nhạc hành trình đặc biệt với chủ đề. Ở hiện tại thì mấy anh em bên trong rất là đông luôn cả nhà ơi, hoa rất là đẹp luôn nè, rất là đẹp. Tại thì cái nhà mình đến đây thì có nước sẵn nữa nha, nước đang để sẵn nè, mình uống nước nào thì tới đây là có nước bán nước cho mình uống luôn nha cả nhà. Đó, ướp lạnh sẵn hết trơn rồi bỏ vô thùng và kế bên đây chuẩn bị chế biến những đồ ăn, chắc là chả cá. Công ty giải trí Phạm Hiền và sân khấu ca nhạc cộng đồng hân hạnh giới thiệu chương trình ca nhạc hành trình đặc biệt với chủ đề Nghỉ về cha. Chương trình được diễn ra vào lúc 20 giờ tối thứ bảy ngày 16 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng. Với sự giao lưu gặp gỡ của Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Phú Minh và các khách mời đặc biệt Văn Dương Hải, Bảo Trung, ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Phú Minh, quán quân chương trình sau với ngôi những nghệ sĩ Hoàng Tân, ngôi sao ca nhạc Lâm Hùng, và bên trong á, hiện tại là dàn sân khấu đã chỉnh nhạc, chỉnh âm thanh lên hết rồi cả nhà. Hiện tại bên trong đang nhạc rất là lớn, bản quyền rất là nặng nên Hậu Nhân không vào trong quay chia sẻ ở nhà được. Rất mong cả nhà hãy thông cảm cho Hậu Nhân nha. Dạ, rất mong cô chú anh chị hãy đăng ký và ủng hộ kênh Hậu Nhân Vlog.